tình, người ta cảm kích Chúa. Không biết là người Công giáo mình có cảm kích không? Bà được cái gì bà? Con là Nguyễn Thị Nhung, 78 tuổi. Con bệnh từ mười mấy. Bà Nhung 78 tuổi, bà bệnh gì? Con bệnh gì con không biết, mà tối con ngủ con thấy là toàn là ngủ với đàn ông không, còn ta bài tối nha ôm. Bà 78 tuổi mà đêm bà không biết bệnh gì mà đêm ngủ toàn thấy đàn ông không? Ôm cái dao vô ngủ cũng vậy, ôm cái dao cái mát á, cái dao á ôm vô ngủ cũng bệnh vậy. Mà chạy á, toàn là thầy pháp không mà không hết. Trời bắt đầu á năm rồi bà ấy là bị cái bệnh gì không biết, nhưng mà cứ toàn thấy đàn ông, rồi người ta mới đi thầy bùa thầy pháp, và là đi ngồi nằm ngủ thay vì ôm gối thì ôm cái dao cái mát á, để mà cái thằng đàn ông nó đến nó sợ nó chạy, nhưng mà vẫn thấy đàn ông. 78 tuổi rồi thế gì mới hay gì. Rồi sao nữa? Thì thận sạn với mật có sỏi, mà con nhờ cô Hằng cổ cha vô đây, rồi cổ dẫn con vô đây một lần, rồi con theo cha, cha chữa cho con, thầy Chúa chữa cho con, bây giờ con hết rồi. Nên con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đồng. Hiện, ngoài cái bệnh mơ thấy đàn ông là còn còn cái bệnh gì sỏi, sỏi gì bệnh gì nữa? Sỏi thận với sỏi mật, sạn thận và sỏi mật, hai cái là sỏi mật và sạn thận, và mơ thấy đàn ông. Bà cứ ngâm là bà thấy đàn ông, và bây giờ nhờ ơn Chúa bà ấy đã được khỏi, mặc dù trước đó là bà đã đi thầy cúng thầy bùa thầy pháp, mà đêm nằm ôm cái giáo cái mát ngủ nhưng mà vẫn thấy đàn ông. Và bây giờ thì bà đã được khỏi, bà quay về đây để bà tạ ơn Chúa. Bà đạo gì? Dạ đạo Phật. Lại thêm một người đạo Phật nữa. Hallelujah. Bà ở đâu? Dạ ở đây, ở đây lên chẳng trăm mét à. Ở ngay xã Hiệp Phước này hả? Vâng, thưa anh chị em, đây một chứng nhân đạo Phật tại chính xã Hiệp Phước ở địa phương đây. Một người 78 tuổi, sỏi mật sạn thận, và nằm mơ thấy ác mộng toàn thấy đàn ông, mà bây giờ bà đã đến đây bà cầu nguyện, bà được Chúa chữa lành. Một người chính địa phương này đang đứng lên trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Người tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đêm bà ôm bà ngủ để cái thằng đàn ông nó không đến nhá. Rồi xin tặng cho bà cây quạt nữa, nếu mà nó đến bà lấy cây quạt này, bà xin Đức Mẹ quạt nó đi nhá. Bà tin Chúa chưa? Dạ, dạ rồi. Dạ rồi.